Thưa quý vị, chúng ta vẫn thường có một quan niệm truyền tai nhau, đấy là ăn sáng cho mình, ăn trưa cho bạn, ăn tối cho kẻ thù và không nên ăn đêm. Nhưng liệu quan niệm này có hoàn toàn đúng và có phù hợp với tất cả mọi người hay không? Hãy cùng đến với những phân tích của tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam. Xin chào anh. Vâng ạ, xin chào Mỹ Lan, xin chào khán giả VTV3. Vừa nãy tôi vừa chia sẻ với quý vị khán giả một quan niệm mà chúng ta vẫn thường nói với nhau. Cái quan niệm đó đúng hay sai đã? Xin hỏi anh. Vâng, chúng ta thấy rằng là thực ra cái quan niệm đấy là không hoàn toàn chính xác. Và chúng ta thấy rằng là dinh dưỡng thì thông thường thì chúng ta ai cũng đều có những cái hiểu biết. Tuy nhiên hiểu biết một cách đầy đủ thì câu chuyện đấy chưa chắc chúng ta đã có những cái kiến thức đầy đủ. Và đây chúng tôi phải nói rằng những cái quan điểm này thực ra mới chỉ được đưa ra vài chục năm nay thôi. Và trong đấy thì nó không phải hoàn toàn đúng cho tất cả các đối tượng. Và cũng không hoàn toàn sai. Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói rằng không nên ăn đêm. Vậy thì ăn đêm có thể gây ra những nguy cơ như thế nào tới sức khỏe? Vâng ạ, về ăn đêm thì có thể gây ra một số cái nguy cơ. Và chúng tôi nhắc đến cái nguy cơ đầu tiên là nguy cơ cái tích mỡ. Tại vì sao như vậy? Bởi chúng ta thấy cơ thể của chúng ta thì nó là có cái nhịp sinh học. Thế và chính vì vậy thì trong đấy nó có cả cái nhịp về chuyển hóa nữa. Khi buổi đêm thì cái cơ thể chúng ta nó vào trạng thái nghỉ, chuyển hóa sẽ thấp. Và như vậy nếu chúng ta ăn một số lượng nhiều thì nó rất dễ là nó tích mỡ. Thì đấy là điểm đầu tiên. Cái điểm thứ hai là chúng ta thấy rằng nó liên quan đến cái tổng năng lượng ăn vào. Bởi chúng ta thấy rằng là thông thường chúng ta sẽ ăn 3 bữa và với tổng năng lượng của chúng ta khoảng từ 1.800 đến 2.500. Mà chúng ta biết rằng là một bữa ăn của chúng ta thì cái chuyện mà vượt qua cái cỡ khoảng từ 600 đến 800 nó rất dễ. Ví dụ như là một bát phở chẳng hạn là 500 kcal rồi, thêm khoảng 3 cái quẩy nữa thành là luôn là 700. Dạ. Như vậy 3 cái bữa đấy nó thành 2.100 và với một người chỉ cần 1.800 chẳng hạn thì nó thừa ngay. Nó rất dễ thừa. Cái điểm tiếp theo là chúng tôi thấy rằng là nó còn liên quan đến một số các vấn đề. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng là nếu mà ăn tối nhiều ấy thì nó có thể là chúng ta thường hay ăn vào những cái lúc mà xem TV hoặc là những lúc làm việc. Và những lúc đấy thường là chúng ta hay tập trung công việc ấy, chúng ta quên mất là chúng ta ăn với khối lượng rất là nhiều. Đấy, chúng ta cũng thấy rằng là nó có thêm một số các vấn đề, ví dụ như là rối loạn các bữa ăn chẳng hạn. Khi mà chúng ta ăn buổi tối nhiều đến buổi sáng chúng ta lại không thấy đói, chúng ta bỏ bữa sáng. Chúng ta ban ngày sau đến đêm chúng ta lại đói, chúng ta lại ăn, tức là cái vòng của chúng ta nó sẽ bị luẩn quẩn như vậy. Dễ đau dạ dày và, đúng không ạ? Và một điểm cuối cùng nữa là nó còn liên quan đến câu chuyện là cái trào ngược dạ dày. Một số người mà bị trào ngược dạ dày nếu mà chúng ta ăn tối ấy, thì nó có thể nó tăng thêm các cái triệu chứng xấu đối với cả cái ảnh hưởng sức khỏe. Nhưng bên cạnh đó, liệu rằng ăn đêm có những cái lợi ích nào nhất định không ạ? Và có một số lợi ích mà thường thì người ta hay bỏ qua. Thì chúng tôi xin đưa ra và các bạn có thể sẽ thấy rất là ngạc nhiên. Cái điểm đầu tiên ấy là chúng ta thấy là cái chuyển hóa cơ bản cũng lại tăng lên. Đây là một cái nghiên cứu mà ở Mỹ và Anh có làm trong 10 năm qua. Thì người ta thấy rằng là những cái người ăn đêm, tất nhiên ăn với số lượng rất là hạn chế đấy, thì cái chuyển hóa cơ bản nó tăng lên. Tức là cái khả năng cơ thể nó đốt năng lượng nó cũng sẽ tốt. Thế và cái này ấy, thì nó tăng lên cỡ khoảng 150 kcal. Như vậy là chúng ta thấy rằng là đấy là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là chúng ta thấy là một số người gầy hoặc là một số người làm đêm ấy, thì cái nhu cầu về dinh dưỡng cũng đã rất là cần. Rồi chúng ta cũng thấy là một số người thấy rằng một cái nghiên cứu người ta thấy rằng là khi mà ăn đêm ấy, thì cái những người đặc biệt đối với người tiểu đường thì cái chỉ số về đường huyết nó sẽ được ổn định trong cả ngày. Và chúng tôi cũng nói là đây là một bữa ăn vừa phải nhé. Thế còn lại chúng ta có một số các cái lợi ích mà đôi khi chúng ta quên là thế này. Đôi khi chúng ta hay tập buổi tối, tập luyện ấy. Thì khi mà tập luyện xong thì có một nguyên tắc là sau đấy khoảng quãng thời gian sau tập luyện thì chúng ta lại cần phải bổ phụ vào năng lượng. Nếu chúng ta không bổ sung thì cơ thể của chúng ta như vậy là nó cái khả năng phục hồi nó sẽ kém. Và đặc biệt ở đây chúng tôi nhấn mạnh đến vấn đề về tạo cơ. Ví dụ một số bạn là tập gym được ạ, thì ban ngày đi làm suốt rồi tối mới tập, nhưng tập xong rồi chúng ta lại không ăn buổi tối, đặc biệt là protein, thì như vậy thì cái phát triển cái cơ nó sẽ kém.